nhiều tài sản hoa màu của người dân thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã bị thiệt hại sau trận mưa lớn xảy ra vào rạng sáng ngày hôm qua, và quốc lộ 70 thì cũng bị sạt lở nhiều điểm. Vâng, và người dân địa phương cho biết đây là trận ngập lụt lớn nhất từ trước đến nay tại thị trấn Phong Hải. Địa phương đang huy động các lực lượng tích cực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ để bà con sớm ổn định được cuộc sống. Chị Hằng vẫn còn bàng hoàng bởi lũ lên quá nhanh. 7 giờ 30 nước từ đầu nguồn bắt đầu đổ về. Chỉ sau khoảng 30 phút nhà đã bị ngập gần 1 mét. Toàn bộ hệ thống ao hồ xung quanh đều ngập nặng. Và nước đẩy hết đây, thế là dân làng bắt đầu vào với kênh bê các thứ đồ đạc cho mà cũng không kịp. Nhiều cái vẫn không bê lên được nên là vẫn ngập. Rồi nước nó cứ ào ào nó đến thôi. Ao cá, ao chuông là cũng ngập san bằng hết rồi. Mưa lũ đã làm ngập nhiều nhà dân hoa màu, vỡ nhiều ao nuôi cá, một số tuyến đường bị sạt lở, chia cắt bởi nước lũ trên các suối. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi xảy ra mưa lũ gây thiệt hại về người và tài sản, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, tính toán đưa các hộ dân ở khu vực nguy hiểm ra nơi ở mới an toàn. Huy động các cái lực lượng dân quân, rồi các cái tổ chức chính trị xã hội cùng với bà con nhân dân để di chuyển các cái tài sản và người đến nơi an toàn. Sau khi mà ổn định thì để đánh giá lại tình hình, xem những cái vị trí đó còn ở được hay không ở thì sẽ phải di chuyển ngay. Đối với 5 điểm bị sạt lở trên quốc lộ 70, trong đó có một điểm sạt lở lớn đoạn qua thôn Nậm Tròn, xã Bản Cầm. Đơn vị quản lý bảo trì quốc lộ 70 cùng chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, khuyến cáo người dân không đi qua vị trí sạt lở do vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Từ đêm qua đến giờ thì Lào Cai cũng đã giảm mưa và đến trưa nay thì trời sẽ chuyển nắng, tạnh ráo, thuận lợi cho bà con khắc phục hậu quả. Vâng, và trong đêm qua thì sáng sớm nay, vùng núi Bắc Bộ không còn nơi nào mưa to tới hàng trăm mm nữa. Nhưng mà sau 2 đêm mưa liên tiếp thì vẫn có nguy cơ về sạt lở đất. Vâng, và mưa xuất hiện cục bộ ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Trong 4 tiếng qua, một số điểm có mưa to là Cao Bồ gần 65mm, Ca Lăng 53mm, Phong Hải 50mm. Dự báo trong 6 tiếng tới, khu vực này còn mưa với lượng phổ biến từ 20 cho đến 40mm, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc, đặc biệt là ở các huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, thành phố Lai Châu của tỉnh Lai Châu, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, thành phố Sapa, Mường Khương, Văn Bàn, Bát Sát của tỉnh Lào Cai, Vị Xuyên, thành phố Hà Giang, Xín Mần, Hoàng Su Phì, Quang Bình của Hà Giang.